Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2023. Và ngay bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. <laughs> Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Cảnh sát Iran kiểm soát chặt hơn và bắt nữ giới trùng kính đầu. Cảnh sát của Iran đang tiếp tục các cuộc tuần tiểu gây tranh cãi nhằm bảo đảm nữ giới của nước này tuân thủ các quy định về phục trang và buộc họ phải che tóc nơi công cộng, truyền thông của nhà nước đã đưa tin. Cảnh sát đạo đức sẽ khai triển lực lượng trên đường phố nhằm thực thi luật sử dụng nón hijab của Iran, một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát đã cho biết. Cuộc kiểm tra nghiêm ngặt diễn ra 10 tháng sau khi một người phụ nữ trẻ tên là Masa Amini đã chết trong nhà giam khi bị bắt giữ ở Tehran do cáo buộc vi phạm luật phục trang. Trong khi đi tuần, thì trước tiên các sĩ quan cảnh sát sẽ cảnh cáo người phụ nữ nào không tuân phục. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Syed Matazero Mahdi đã cho biết, theo nguồn tin từ hãng thông tấn bảo thủ Sazenim, nếu những người này ương bứng thì cảnh sát sẽ có hành động pháp lý, ông đã cho biết thêm. Theo luật pháp của Iran thì dựa trên cách giải thích thuyết Syria nữ giới buộc phải đội nón với một loại khăn trùm đầu gọi là hijab, ăn mặc kín đáo, rộng rãi nhằm để che đậy vóc dáng. Lực lượng cảnh sát của giáo điều đã được giao trọng trách là bảo đảm các nguyên tắc kể trên được áp dụng, đồng thời tống giam những ai ăn mặc không đúng đắn. Nguy cơ khủng hoảng lương thực khi Nga không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Theo hãng tin Reuters, chuyến tàu cuối cùng nằm trong thỏa thuận ngũ cốc biển đen đã rời cảng Odessa của Ukraine vào ngày 16 tháng 7, ngay trước khi thỏa thuận này hết hạn vào cuối ngày 17 tháng 7. Được ký kết ngày 22 tháng 7 năm 2022, thỏa thuận nói trên đã thiết lập một hành lang nhân đạo bảo đảm an toàn cho các tàu vận chuyển lương thực từ Ukraine đi qua biển đen. Từ khi ký kết thỏa thuận, biển đen đã bảo đảm việc xuất cảng của 32 triệu tấn ngũ cốc đến 45 quốc gia thuộc ba châu lục. Do đó thỏa thuận này còn được xem là phao cứu sinh cho an ninh lương thực theo South China Morning Post. Tuy nhiên dù đã đến ngày cuối cùng của thỏa thuận, Moscow vẫn chưa đồng ý tiếp tục gia hạn, mang đến nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu. So với vận chuyển bằng đường biển, các phương án vận chuyển thay thế cũng không thật sự hữu hiệu. Dù khoen chỉ có thể vận chuyển 1 triệu tấn lương thực mỗi tháng bằng đường tàu hỏa là một con số rất khiêm tốn. Chi phí vận tải nông sản Ukraine trên bộ rơi vào khoảng 100 Mỹ Kim một tấn, hơn gấp đôi vận tải đường biển. Việc hạ tầng cơ sở đường sắt của Ukraine không tương thích với các nước xung quanh như Ba Lan và Romania cũng làm chậm đáng kể quá trình vận chuyển. Nếu không tìm được con đường xuất cảng thay thế, một lượng lớn nông sản Ukraine sẽ không thể xuất ra nước ngoài. Khi đó, giá lương thực tại nhiều quốc gia châu Á đang chịu ảnh hưởng El Nino sẽ bị đẩy lên cao. Dưới tác động của El Niño, lượng mưa của nhiều nước đang giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng trồng trọt. Ông Putin khẳng định Ukraine phản công không thành công, khoe vũ khí tịch thu của phương Tây. Theo hãng tin Reuters, ông Putin đã đưa ra nhận xét về cuộc phản công của Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước. Mọi nỗ lực của kẻ thù nhằm chọc thủng hàng phòng ngự của chúng ta đã không thành công trong toàn bộ cuộc tấn công. Ông Putin đã nói như trên trong một cuộc phỏng vấn. Trong khi đó, thì một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine cho biết giao tranh ở miền đông Ukraine đã phần nào nóng lên khi các lực lượng của Ukraine và Nga đụng độ tại ít nhất là ba khu vực ở mặt trận phía đông. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ số phận của các vũ khí phương Tây mà Nga đã tịch thu trên chiến trường Ukraine. Theo đó, Moscow sẽ nghiên cứu cụ thể những vũ khí này. Ông Putin lưu ý cả Nga và các nước phương Tây đều có vũ khí hiện đại và rằng Moscow không có ý định bỏ qua cơ hội kiểm tra công nghệ phương Tây. Nếu có cơ hội kiểm tra bên trong và xem liệu có thứ gì mà chúng tôi có thể áp dụng thì tại sao không? Ông Putin đã nói. Ngoài ra thì Duma Quốc gia, tức là Hạ viện của Nga, cũng đã đề nghị trưng bày các vũ khí mà phương Tây đã cung cấp cho Kiev và bị phá hủy trên chiến trường Ukraine bên ngoài đại sứ quán của các nước phương Tây ở Nga. Quốc hội và Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét ý tưởng này. Liên minh châu Âu ủng hộ Mỹ Latin, vùng Caribbean xoay trục khỏi Nga và Trung Quốc. Trong một hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai, Liên minh châu Âu cam kết đầu tư nhiều hơn cho châu Mỹ Latin và vùng Caribbean trong khuôn khổ cuộc cải cách các mối quan hệ quốc tế do cuộc chiến của Nga với Ukraine và sự cảnh giác ngày càng tăng đối với Trung Quốc khi hơn 50 nhà lãnh đạo từ ba khu vực tập trung tại Brussels để tham dự hội nghị thượng đỉnh EU và SILAC, cộng đồng các quốc gia châu Mỹ Latin và Caribbean kéo dài 2 ngày. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp rằng Mỹ Latin, Caribbean và châu Âu cần nhau hơn bao giờ hết. Thế giới chúng ta đang sống có nhiều cạnh tranh và xung đột hơn bao giờ hết, vẫn còn quay cuồng với thiệt hại nặng nề của đại dịch Covid thế giới lại đang chịu thêm tác động nặng nề từ hành động xâm lược của Nga và Ukraine. Và điều này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lớn ác hơn ở nước ngoài. Bà cho hay Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch đầu tư 45 tỷ euro vào châu Mỹ Latin và Caribbean như một phần của kế hoạch tổng toàn cầu, được nhiều người coi là đối thủ của chương trình đầu tư hạ tầng cơ sở, vành đai và con đường của Trung Quốc. Liên minh châu Âu cho biết họ muốn có một tuyên bố chung lên án Nga, nhưng biết rằng điều này sẽ khó đạt được, trong khi hầu hết các quốc gia Silac ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vào tháng 2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức. Nicaragua đã bỏ phiếu chống và Bolivia, Cuba và El Salvador bỏ phiếu trắng. Giá thực phẩm tăng mạnh, tổ chức tiêu dùng kêu gọi chính phủ Anh hành động. Hãng Reuters đưa tin làn sóng dân chúng kêu gọi chính phủ của Anh hỗ trợ các gia đình sau khi công bố báo cáo về giá thực phẩm cho thấy một số mặt hàng tăng giá đến 175% kể từ năm 2021. Phân tích hơn 21.000 sản phẩm thực phẩm và đồ uống tại các hệ thống Tesco, Sainsbury's, ASDA, Morrison, Aldi, Lidl, Waitrose và Ocado. Tổ chức này nhận thấy giá cả ở siêu thị tăng 25.8% từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Giá thực phẩm bị tác động bởi giá cả tăng của thức ăn gia súc, phân bón và nhiên liệu cũng như là năng lượng và lao động. Mùa màng thất thu, cúm gia cầm và đồng bản Anh suy yếu cũng có tác động. Các siêu thị tại Anh Quốc đều bác bỏ các buộc rằng là họ đã trục lợi thông qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Trong đó, thì Hiệp hội bán lẻ của Anh Quốc đại diện cho các siêu thị lớn cho biết các nhà bán lẻ đã không chuyển cho người tiêu dùng tất cả những áp lực về chi phí mà họ phải đối mặt. Thiên Thạch rơi trúng một phụ nữ đang uống cà phê. Một phụ nữ ở Pháp đang thưởng thức ly cà phê với bạn trên sân thượng hôm cuối tuần thì bị một mảnh đá từ trời băng phải, một hiện tượng rất hiếm hoi, báo chí địa phương ghi nhận. Người phụ nữ này đang trò chuyện với bạn tại nhà ở tỉnh Schemeck, mạng đông bắc nước Pháp thì nghe một tiếng bùng rất lớn ở mái nhà bên. Liền theo đó bà thấy nhói đau bên hông. Theo lời bà kể lại với báo Les Deniers Nouvelles ban đầu bà tưởng tiếng động đó là một con dơi, còn mảnh văng ra từ xi măng nhà hàng xóm. Nhưng không đúng, một viên đá cỡ bằng viên sỏi đã rơi trúng người phụ nữ này. Chuyên gia địa chất Tyree Redman đã xem xét các miễn đá tương đương thu thập quanh khu vực đó, gom lại được gần 4 ounce và hầu như chắc chắn đó là thiên thạch. Viên đá có hỗn hợp sắt và silicon. Chuyên gia này cho biết xác suất thiên thạch rơi trúng người là rất hiếm hoi. Mỗi ngày có khoảng 50 tấn đá từ trời cao bay xuống trái đất. Theo cơ quan không gian NASA, hầu hết là những miễn vụn thiên thạch rất nhỏ và đa phần rơi xuống biển. Khi rớt xuống mặt đất, khó mà phân biệt được thiên thạch với đất đá thường dưới đất vì chúng nhìn giống nhau. Chỉ khi ra tới sa mạc đầy cát thì thiên thạch mới dễ thấy hơn. Bão nhiệt càng quét các nước châu Âu báo động đỏ Nước Ý ngay ngày đầu tuần đã ban bố báo động đỏ về tình trạng thời tiết nắng nóng tại 16 thành phố. Các nhà khí tượng học cảnh báo nhiệt độ sẽ tăng lên mức cao kỷ lục trên khắp miền Nam châu Âu trong những ngày tới. Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã hứng chịu đợt nắng nóng thiêu đốt trong vài ngày qua, gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp và khiến cho khách du lịch lo ngại. Không dừng ở đó, một cơn bão nhiệt mới có tên là Sharon đã bắt đầu từ Bắc Phi, đã đổ bộ khu vực này từ ngày 16 tháng 7 và được dự báo là có thể nâng nhiệt độ tại một số vùng của nước Ý lên tới 45 độ C vào đầu tuần này. Trong khi đó, thì Hy Lạp đã đóng cửa thành phố Acropolis vào thời điểm nóng nhất trong ngày 14 tháng 7 để bảo vệ khách du lịch. Tại Tây Ban Nha, thì các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo về nguy cơ cháy rừng, đồng thời cho biết là nhiệt độ ban đêm cũng không dễ chịu khi khó có thể xuống dưới 25 độ C trên cả nước. Các chuyên gia dự đoán đợt nắng nóng sẽ tăng cường từ ngày 17 tháng 7, với nhiệt độ lên tới 44 độ C ở thung lũng Guadalquivir gần Seville ở phía nam. Trong khi đó, thì trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canaries của Tây Ban Nha, thì ít nhất 4.000 người đã phải di tản do đám cháy rừng vượt khỏi tầm kiểm soát sau một đợt nắng nóng. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Phi công đổ bệnh, nữ hành khách điều khiển máy bay hạ cánh. Một phi công 79 tuổi lái máy bay hạng nhẹ Piper Meridian đời 2006 khởi hành từ quận hạt Westchester, tiểu bang New York vào hôm cuối tuần. Khi đang điều khiển phi cơ hạ cánh gần sân bay Motor Vineyard ở thị trấn Westisbury, thuộc đảo Motor Vineyard, tiểu bang Massachusetts thì gặp vấn đề sức khỏe và bất tỉnh trước tình huống nguy hiểm hành khách duy nhất trên khoang đã can thiệp không rõ người phụ nữ này có kinh nghiệm lái máy bay hay không cảnh sát tiểu bang cho biết máy bay tiếp đất mạnh xuống bãi cỏ bên ngoài đường băng khiến cánh trái bị gãy đôi theo cảnh sát phi công và hành khách là cư dân tiểu bang connecticut giới chức không công bố danh tính của họ và cả hai được chuyển đến bệnh viện sau đó phi công tiếp tục được đưa đến bệnh viện ở thành phố boston trong tình trạng nguy kịch nữ hành khách không bị thương và đã được xuất viện Hiện chưa rõ liệu tình trạng của phi công là do vấn đề y tế ông gặp phải hay ảnh hưởng của vụ tai nạn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cơ quan Hàng không Liên bang và Cảnh sát tiểu bang Massachusetts đang điều tra sự việc. Đường băng thương mại chính của sân bay bị đóng cửa hơn 2 giờ khi mảnh vỡ được dọn dẹp. Chiếc máy bay bị hư hại sau đó được chuyển đến địa điểm an toàn tại sân bay. Chi tiêu quá nhiều, ông DeSantis sa thải nhân viên trong chiến dịch tranh cử. Báo Political cho biết Thống đốc của tiểu bang Florida Ron DeSantis vừa sa thải một loạt nhân viên trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Đây được xem là một nước đi nhằm tái cơ cấu lại ủy ban tranh cử của ông này khi ông chưa thể bắt kịp cựu tổng thống Donald Trump trong các cuộc khảo sát cử tri đảng Cộng Hòa và chi tiêu tới gần 40% số tiền thu được từ các mạnh thường quân. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông DeSantis đã xác nhận tin này và nói thêm rằng có không hơn 10 người bị sa thải và đều làm trong bộ phận tổ chức sự kiện, trong đó có giám đốc truyền thông và báo chí. Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2023, chiến dịch tranh cử của thống đốc DeSantis đã thu về hơn 20.1 triệu mỹ kim và xài hết gần 8 triệu mỹ kim. Tổng số tiền trả lương cho nhân viên trong quý cũng đã lên tới 675.000 mỹ kim. Khi được Fox News hỏi về việc sa thải nhân viên, ông DeSantis không trả lời thẳng mà nói truyền thông không muốn tôi làm ứng viên tranh cử tổng thống, rồi chuyển sang ca ngợi thành tích ghê quỷ của ông trong quý vừa qua. Ông Trump lại nói sẽ chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine trong 24 giờ. Trả lời phỏng vấn Fox News cuối tuần qua, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông chỉ cần 24 giờ để chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine nếu tái đắc cử. Ông Trump giải thích ông có thể tận dụng mối quan hệ với cả lãnh đạo Ukraine và Nga để chấm dứt xung đột giữa hai nước này. Tôi biết tức Tổng thống Ukraine Zelensky rất rõ, thậm chí còn hiểu Tổng thống Nga Putin hơn nữa. Tôi có quan hệ tốt, rất tốt với họ. Ông Trump nói về lợi thế của ông nếu đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ nói với ông Zelensky hãy dừng lại và thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu không thỏa thuận, Nga sẽ mất nhiều hơn. Khi đó chỉ cần một ngày tôi có thể giúp họ đạt được thỏa thuận. Chỉ một ngày, ông Trump khẳng định. Hồi tháng 3, ông Trump, ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng cam kết ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tá đắc cử. Sau đó, ông còn nhiều lần nhắc lại tuyên bố này. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây là một kế hoạch không thực tế. Ông bình luận thêm, nếu chúng ta đang nói về việc kết thúc chiến tranh với cái giá phải trả là Ukraine hay nói cách khác là Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ của mình, tôi nghĩ theo cách này, Tổng thống Joe Biden có thể chỉ cần 5 phút để kết thúc xung đột, nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý." Chúng tôi sẽ không để bất kỳ người dân, bất kỳ thị trấn và làng mạc nào phải nằm dưới sự quản lý của đối phương, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố. Ông Elon Musk than doanh thu quảng cáo giảm và Twitter thiếu tiền mặt. Tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc của Tesla và SpaceX, kim giám đốc kỹ thuật và chủ tịch điều hành Twitter, cho biết là tiền mặt của Twitter vẫn đang âm vì nợ nặng nề và doanh thu quảng cáo giảm gần 50%, theo CNBC trích dẫn dòng tweet của ông Musk mới đây. Theo ông Musk, điều đầu tiên cần làm là biến dòng tiền của Twitter từ âm sang dương, sau đó mới tính đến những chuyện xa xỉ khác. Từ tháng 10 năm ngoái, thì ông Musk đã bắt đầu điều hành Twitter sau thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ Mỹ Kim, bao gồm khoản nợ 13 tỷ Mỹ Kim. Để hoàn thành thương vụ này, thì ông phải bán hàng tỷ Mỹ Kim cổ phiếu Tesla đến tháng Giêng thì hơn 50% công ty cắt giảm hợp đồng quảng cáo trên Twitter ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của công ty. Hơn một tháng trước, thì bà Linda Yaccarino, người từng điều hành mạng quảng cáo toàn cầu của NBC Universal thuộc Comcast, chính thức giữ chức tổng giám đốc Twitter. Sự thay đổi này khiến cho những người trong ngành truyền thông mong đợi rằng Twitter sẽ giải quyết được các thách thức trước mắt đối với mạng quảng cáo. Thế nhưng nội dung mà ông Musk đưa ra trên Twitter gần đây cho thấy kỳ vọng này chưa được đáp lại. X Corp, công ty mẹ của Twitter, hiện đang phải đối mặt với vô số đơn khiếu nại từ nhân viên cũ và các nhà cung cấp về việc sa thải và không thanh toán hóa đơn. Nhà mới cất xong chưa kịp ở đã bị sát đánh cháy rụi. Một căn nhà vừa mới xây xong đã bị sát đánh thiêu rụi, chỉ vì chỉ ít lâu sau khi một gia đình vừa dọn vào ở quận hạt Geneva, tiểu bang Alabama, Đài WTVY tường thuật. Khoảng 4 giờ 51 phút chiều, lính cứu hỏa được gọi tới căn nhà hai tầng lầu mới cất trên xa lộ Geneva County Highway 49 ở Malvern. Khi lực lượng chữa cháy tới nơi, lửa đã bốc lên ngùn ngụt, tầng 2 của căn nhà đã sập sức nóng mạnh đến mức xe cứu hỏa phải đậu xa cả trăm phút rồi tìm cách đưa vòi rồng vào xịt nước. Trang Facebook của Sở cứu hỏa slowcom cho biết, gần 40 nhân viên chữa lửa làm việc trong khoảng 2 giờ đồng hồ mới dập được đám cháy, không có ai bị thương. Cũng theo giới chức cứu hỏa slowcom gia đình chủ nhân căn nhà xấu xố vừa mới thả đồ đạc từ chuyến xe dọn nhà chót xuống 30 phút thì sát đánh trúng ngay căn nhà, đốt sạch mọi thứ. Tiếp theo là bản tin liên quan đến lưỡi chuyển màu xanh sau khi dùng kháng sinh. Hai tuần sau khi uống thuốc kháng sinh, người đàn ông 64 tuổi tại Ohio cho biết là lưỡi của ông đã chuyển sang màu xanh theo một báo cáo trên tạp chí y khoa New England vào hồi tháng 6. Bệnh nhân cho biết là vừa hoàn thành một đợt kháng sinh kéo dài 21 ngày trước khi đến gặp bác sĩ. Ông được chẩn đoán là mắc hội chứng hiếm gặp gọi là lưỡi lông, tức là hairy tongue khiến cho các phần gai trên lưỡi của ông bị đổi màu và mọc dài ra. Học viện Y khoa Răng miệng Hoa Kỳ cho biết là khoảng 13% dân số có lông trên lưỡi, tình trạng này tương đối vô hại và phổ biến. Thông thường thì à, các nhú dạng sợi sẽ bị mòn khi mà mọi người đánh răng thường xuyên và ăn thức ăn đặc. Tuy nhiên thì protein keratin có thể tích tụ trên những nhú này nếu đầu lưỡi không được mài mòn. Vì vậy, nhiều người có nguy cơ phát triển bệnh lưỡi lông nếu vệ sinh răng miệng kém hoặc là đang trong chế độ ăn thức ăn mềm do các vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, thì một số loại thuốc như kháng sinh dễ làm thay đổi loại vi khuẩn trong miệng và gây hiện tượng trên. Theo Học viện Y khoa răng miệng Hoa Kỳ, lưỡi lông phổ biến ở nam giới lớn tuổi. Bệnh nhân không cần điều trị bằng bất cứ loại thuốc nào Trường hợp bệnh nhân ở Ohio được khuyên trà nhẹ bề mặt lưỡi bằng bàn chải đánh răng 4 lần mỗi ngày và ngừng hút thuốc. 6 tháng sau khi bị bệnh thì lưỡi của bệnh nhân đã trở lại bình thường, dù thực tế ông không cai thuốc lá. Nắng nóng gây gắt gia tăng từ Tây sang Đông nước Mỹ. Hiện tượng vòng nhiệt tức heat dome ở các tiểu bang miền Tây Nam gây nên các đợt nắng nóng gây gắt trải dài từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, Ảnh hưởng đến hơn 110 triệu người và có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao ở 38 thành phố. Tình trạng này diễn ra khi nhiệt độ cao đang tấn công miền Nam châu Âu và Canada, những nơi vốn đang chiến đấu với mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử. Các nhà khoa học từ lâu luôn cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có liên hệ mật thiết với những hoạt động của con người, đồng thời khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất nhiều hơn và mức độ lớn hơn. Ở những nơi khác thuộc miền Tây Nam nước Mỹ, Hàng trăm lính cứu hỏa đang phải chiến đấu với đám cháy trong điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm thấp ở ngoài ô Los Angeles. Hôm chủ nhật 16 tháng 7, nhiệt độ tại Death Valley, California chạm ngưỡng 128 độ F, tức 53,9 độ C. Đây là nơi có mức nhiệt nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất, 134 độ F, tức 56,7 độ C. Tại Las Vegas, nhiệt độ có thể vượt mức kỷ lục từng được ghi nhận là 117 độ F, tức 47,2 độ C. Đợt nắng nóng kỷ lục này vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Chính quyền cảnh báo những người dễ bị tổn thương bao gồm trẻ em, người lớn tuổi và phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng vì nắng nóng. Hiện tượng vòng nhiệt xảy ra khi một vùng áp suất cao đẩy không khí xuống mặt đất, nén không khí lại và khiến không khí nóng lên. Sau đó, không khí ấm lại bay lên trở lại, hình thành một chu kỳ trong đó không khí không thoát ra khỏi mái vòng được mà chỉ có thể bay lên đến phần đỉnh vòng rồi bay lại rìa bên cạnh. Vòng nhiệt cũng ngăn cản không cho hình thành các loại hình thời tiết khác làm mát, chẳng hạn như mây mưa. Cơ quan Thời tiết Quốc gia NWS nhận định, vòng nhiệt ở Tây Nam nước Mỹ đang là một trong những vòng nhiệt mạnh nhất từng tấn công khu vực này. Dự báo trong tuần tới, vòng nhiệt sẽ lan rộng khắp miền Nam nước Mỹ, tức là các tiểu bang ở miền Nam chuẩn bị đón nhận các đợt nhiệt độ cao. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phân tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn dẫn màn hình. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida giảm mạnh. Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã giảm từ 40.8% xuống còn 34.3%. Trong cuộc thăm dò trước đó vào giữa tháng 6, trong khi tỷ lệ không tán thành tăng từ 41.6% lên 48.6%, theo cuộc khảo sát qua điện thoại trên toàn quốc kéo dài 3 ngày từ ngày 16 tháng 7, theo Kyodo News Cuộc khảo sát trên được tiến hành trong bối cảnh chính phủ của Nhật chuẩn bị xả nước phóng xạ đã thanh lọc từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi ra Thái Bình Dương. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy có tới 80.3% trong số người được hỏi cho biết họ cảm thấy lời giải thích của chính phủ về vấn đề xả nước phóng xạ là không đủ thuyết phục và chỉ có 16.1% cho rằng giải thích của chính phủ là đầy đủ. Trong khi đó thì có tổng cộng 87.4% cho rằng dù chính phủ đã cam kết bảo đảm việc xả nước phóng xạ sẽ được thực hiện một cách an toàn, việc đó ít nhiều sẽ gây ra thiệt hại kinh tế do những tin đồn vô căn cứ. Hiện đang có lo ngại trong giới ngư dân của Nhật về tác động bất lợi tiềm ẩn mà việc xả nước phóng xạ có thể gây ra cho công việc của họ, cũng như là trong số các nước láng giềng như Trung Quốc. Chủ thuyền buồm Úc và chú chó cưng sống sót sau 2 tháng lên đênh giữa biển Ông Tim Shaddock, 51 tuổi, cư dân Sydney, cùng chú chó Bella sống sót sau 2 tháng trên thuyền buồm lên đên giữa Thái Bình Dương nhờ ăn cá sống và uống nước mưa, theo BBC News loan tin hôm thứ Hai 17 tháng 7. Ông Shaddock và Bella rời cảng La Paz, Mexico, nhắm hướng French Polynesia, hải lộ dài khoảng 6.300 km, hồi tháng 4. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, con thuyền của ông Shaddock bị hư hại do bão. Mãi đến tận tuần này, chủ nhân và chó cưng mới được một tàu đánh cá giải cứu sau khi một chiếc trực thăng phát hiện. Bác sĩ trên tàu đánh cá nhận định ông Sadoc vẫn khỏe mạnh, các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường. Ông Sadoc bắt đầu chuyến hải trình dài khoảng 6.300 km từ thành phố La Paz của Mexico đến vùng quần đảo Polynesia thuộc Pháp. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện không ổn khi hệ thống phát điện trên thuyền buồm bị hư do thời tiết xấu, khiến ông Sadoc không thể liên lạc và định vị. Trong đoạn video do đài truyền hình Australia Night News thu được, ông đó chia sẻ rằng sức khỏe của mình ổn, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống tốt. Thời gian trên biển rất khó khăn, ông phải tự đánh bắt cá để ăn, đồng thời phải trú ẩn dưới mái che thuyền để tránh cái nắng cháy ra. Trung Quốc nâng cấp cảnh báo nguy hiểm, chuẩn bị ứng phó với bão Talim. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc vào tối ngày 16 tháng 7 đã nâng cảnh báo đối với bão Talim ở Việt Nam là bão số 1 lên mức là màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thiên tai của Trung Quốc. Đây là cơn bão thứ tư hướng vào Trung Quốc và có thể trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ ở nước này trong năm 2023, Tân Hoa Xã đã đưa tin. Theo dự báo, thì bão Talim có khả năng đổ bộ ở các vùng ven biển nằm giữa hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam của Trung Quốc vào đêm 17 tháng 7. Nhiều khả năng bão sẽ mạnh lên trong quá trình hướng vào đất liền của Trung Quốc. Theo Bộ Tài nguyên của Trung Quốc, thì do ảnh hưởng của bão Talim, các khu vực ven biển ở Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây sẽ hứng chịu những đợt sóng mạnh. Vào chiều ngày 16 tháng 7, thì Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo sóng lên mức màu cam, đồng thời đưa ra cảnh báo màu vàng đối với triều cường. Bão Talim xuất hiện giữa lúc Trung Quốc bước vào giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng hàng năm, kéo dài từ cuối tháng 7 cho đến đầu tháng 8. Từ khi Bước vào mùa lũ vào đầu tháng 7 cho đến nay, dòng chính của 7 con sông lớn nhất của Trung Quốc chưa xuất hiện lũ vượt mức cảnh báo, nhưng lũ vượt mức cảnh báo đã xuất hiện trên 255 sông thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hầu hết là các sông vừa và nhỏ. Thủ tướng Iraq lần đầu thăm Syria sau 12 năm, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani vừa tới Damascus mở màn chuyến thăm Syria lần đầu tiên kể từ khi cuộc nội chiến tại nước này nổ ra hồi năm 2011. Thủ tướng Iraq Sudani đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus. Hai lãnh đạo cùng thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trên hàng loạt lĩnh vực, bên cạnh những nỗ lực chung nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Assad cho biết, Thủ tướng Sudani tuyên bố trước các phóng viên rằng Iraq đã nỗ lực rất nhiều để đưa Syria trở lại liên đoàn Ả Rập và môi trường tự nhiên của họ. Chúng tôi đang tìm cách khắc phục nền kinh tế Syria và tìm giải pháp cho những hậu quả của cuộc nội chiến, lãnh đạo Iraq nói, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Damascus. Syria và Iraq có chung đường biên giới dài 600 km, với hai bên là những dải sa mạc, nơi những chiến binh tàn dư của nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng ẩn nấu để thực hiện các cuộc tấn công. Nạn buôn bán ma túy xuyên biên giới cũng tràn lan trong khu vực. Hồi tháng 5, Tổng thống Assad đã được chào đón trở lại Liên đoàn Ả Rập. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông tại cơ quan này kể từ khi Syria bị đình chỉ hoạt động vào năm 2011, với cáo buộc đàn áp các cuộc biểu tình dân chủ dẫn đến một cuộc nội chiến kéo dài. Iraq đẩy mạnh kế hoạch trở thành nhà sản xuất dầu đứng đầu thế giới. Theo biên bản của Ủy ban Dầu khí Quốc hội Iraq, nước này đang có kế hoạch tăng sản lượng dầu lên hơn 5 triệu thùng một ngày như một bước đệm, để sau đó tăng sản lượng dầu lên 13 triệu thùng một ngày và trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Hiện nay, thì Iraq vẫn là khu vực sản xuất dầu mỏ kém phát triển nhất thế giới. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, thì nước này nắm giữ khoảng 145 tỷ thùng trữ lượng dầu thô tức là gần 18% tổng trữ lượng của Trung Đông và lớn thứ năm thế giới. Tuy nhiên thì có khả năng Iraq sở hữu nhiều dầu hơn những số liệu đã được công bố. Vào tháng 10 của năm 2010 thì Bộ dầu mỏ của Iraq đã tăng con số về trữ lượng dầu của nước này lên 143 tỷ thùng. Cùng với việc đưa ra các số liệu dự trữ chính thức thì Bộ dầu mỏ tuyên bố rằng các nguồn tài nguyên dầu chưa được khám phá của Iraq lên tới khoảng 215 tỷ thùng. Iraq không sản xuất nhiều dầu hơn hiện tại dù thừa khả năng do nạn tham nhũng đang diễn ra trong ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. Vấn nạn này vẫn làm thất thoát lượng tiền khổng lồ mà Iraq muốn đầu tư cho hạ tầng cơ sở và thuê nhân công sử dụng công nghệ nước ngoài. Theo một tuyên bố vào năm 2015 của Bộ trưởng Dầu mỏ của Iraq, đã mất hơn 14 tỷ mỹ kim từ đầu năm 2011 cho đến cuối năm 2014. Malaysia là nơi tốt nhất Á Châu cho người về hưu. Chỉ số chứng khoán Nasdaq vừa xếp Malaysia vào hạng nhất trong 10 nơi chốn an toàn nhất dành cho dân nghỉ hưu tại Á Châu. Theo tờ South China Morning Post đưa tin, Nasdaq nói rằng bản xếp hạng mới đây nhất của họ cho biết đánh giá đó là dựa trên các dữ liệu do nhóm nghiên cứu vùng Á Châu Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc đưa ra và căn cứ vào các con số về tổng sản lượng quốc gia tức GDP của từng nước. Nasdaq cũng căn cứ vào giá sinh hoạt hiện tại của từng địa phương cũng như mức an lành của từng quốc gia và vùng, miền cùng với mức độ dính líu tới các cuộc xung đột nội bộ. Mức độ hòa hợp hay bất hòa trong dân chúng của từng nước hay vùng miền cũng được dùng để cân nhắc. Nasdaq còn thiết lập một tiền lệ là các quốc gia phải đạt chỉ số an bình toàn cầu từ dưới 2.0 trở xuống mới được duyệt xét để xếp hạng. Nước chiếm hạng nhất Malaysia đạt chỉ số an bình toàn cầu là 1.471 và giá sinh hoạt trung bình hàng tháng là 1.066 Mỹ Kim. Malaysia được đánh giá là một nơi tuyệt vời cho dân về hưu cứu xét. Nước đứng hạng nhì là Kuwait với chỉ số an bình toàn cầu là 1.739 và giá sinh hoạt trung bình hàng tháng là 1.741 Mỹ Kim. Nasdaq nói thêm rằng chỉ số giá sinh hoạt tại Kuwait không thấp như của một số nước khác, nhưng chỉ số đó cộng với diễn số về an bình toàn cầu đã làm cho quốc gia Hồi giáo này trở nên một nơi lý tưởng để người ta sống cuộc đời hạnh phúc lúc về hưu. Biểu tình bằng xe hơi tại Bangkok để đòi quốc hội nghe ý dân bầu cho tân thủ tướng. Khoảng 700 người ủng hộ đảng tiến tới tại Thái Lan, đã mở cuộc biểu tình với trên 500 chiếc xe hơi và xe mô tô tuần hành tại thủ đô Bangkok vào hôm thứ Hai để đòi hỏi những nghị sĩ nào không chịu bỏ phiếu cho ứng cử viên chức Thủ tướng Thái Lan là Pita Limjaroenrat thuộc đảng tiến tới vào hôm thứ Năm phải từ chức. Đảng của ông Pita đã thắng cuộc tuyển cử ở Thái Lan vào hồi tháng 5 rồi, giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện. Vị tư lệnh của ba quân chủng trong quân đội Thái Lan và vị tư lệnh cảnh sát quốc gia, cả hai đều là thượng nghị sĩ trong quốc hội, nằm trong số những kẻ vắng mặt tại phiên họp bầu thủ tướng tuần rồi. Cuộc biểu tình phản đối do nhà hoạt động Arnold Napa tổ chức bắt đầu tại Đền Dân Chủ rồi di chuyển tới Tổng Hành dinh của Hải quân, Lục quân và Cảnh sát Quốc gia Thái Lan trước khi kéo tới Trung tâm Nghệ thuật Bangkok. Ông Arnold nói rằng là ông kêu gọi biểu tình là để đòi hỏi các thượng nghị sĩ nào không chịu đến dự phiên họp quốc hội để bầu ra vị thủ tướng mới của Thái Lan phải rời bỏ chức vụ của họ tại quốc hội. Một khi số nghị sĩ này đã từ chức rồi, thì chỉ cần tổng số phiếu bầu cho ông Pida nằm ngay dưới tổng số là 375 phiếu bầu, là con số được quy định trước đây, thì cũng đủ cho ứng cử viên đó thắng cử. Điều này có nghĩa là lãnh tụ Peter Lemeljonrat của đảng tiến tới sẽ tự động trở thành vị tân thủ tướng của Thái Lan. Ông Anon nhấn mạnh rằng là đoàn biểu tình muốn đòi cá nhân hai vị tư lệnh quân đội và cảnh sát cùng với các nghị sĩ không chịu đi bầu cử thủ tướng phải từ chức vì thế đoàn biểu tình phải di chuyển tới bản doanh của quân đội và cảnh sát trước rồi sau đó mới tiến tới trung tâm nghệ thuật và văn hóa bangkok ở quận phatum wan và kính thưa quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến á châu xin quý vị đừng rời gọi màn hình của sài gòn tv chúng tôi sẽ trở lại với phần tin việt nam Cảm ơn quý vị khám thính giảm giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Việt Nam Trung Quốc nhắc Việt Nam quan tâm lợi ích chung, cam kết thúc đẩy COC với ASEAN Quá trình đàm phán đang bị đình trệ bởi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, dự kiến sẽ được nối lại vào tháng tới, theo cơ quan truyền thông châu Á đưa tin. Đồng thời đại diện ngoại giao của Trung Quốc trong cuộc gặp riêng với bộ trưởng ngoại giao Việt Nam cũng kêu gọi hai bên nỗ lực nhiều hơn để giải quyết tranh chấp trên biển Đông và lưu ý Hà Nội nên quan tâm nhiều hơn đến lợi ích chung. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cũng lưu ý hai bên đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có cùng định hướng chính trị nền kinh tế có tính bổ sung cao và triển vọng hợp tác rộng lớn hai bên cần chung tay đi theo con đường hiện đại hóa của mỗi bên tăng cường sức mạnh tổng hợp của những chiến lược phát triển và tăng cường hợp tác và phía bắc kinh sẵn sàng củng cố lòng tin chiến lược chung và mở rộng hợp tác cùng có lợi với việt nam vẫn theo lời ông vương nghị trung quốc còn nói thêm rằng sẵn sàng nhập cản nhiều sản phẩm của việt nam hơn và lưu ý hà nội nên quan tâm hơn đến lợi ích chung theo tường thuộc của south china morning post Cuộc họp giữa hai đại diện ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng đang ngày càng gia tăng vì những sự kiện liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Hoa Kỳ phối hợp với Việt Nam thúc đẩy chuyến thăm lãnh đạo cấp cao. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken cho biết là sẽ cùng với phía Việt Nam thúc đẩy các chuyến thăm viếng cấp cao sau cuộc gặp Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn của Việt Nam bên lề hội nghị ASEAN và các đối tác khu vực diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Báo Vietnamnet cũng như là nhiều bản tin khác thuật lại mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Joe Biden vào ngày 19 tháng 3. Thời gian đó thì có tin dự đoán là ông Biden sẽ ghé Việt Nam khi đi dự hội nghị G7 ở Nhật trong tháng 5, sau đó thì ông Trọng sẽ đi Hoa Kỳ vào tháng 7. Khi Ngoại trưởng Blinken đến Hà Nội giữa tháng 4 vừa qua thì cũng có một hai lời đồng đoán là ông sẽ thảo luận chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng. Đến cuối tháng 6, sang đầu tháng 7, người ta thấy ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại trung ương đảng đến Hoa Kỳ 5 ngày, thì khả năng về chuyến đi Hoa Kỳ của ông Trọng có vẻ rõ hơn. Giới lãnh đạo của Hoa Kỳ đã thay nhau đề nghị nâng mối quan hệ giữa hai nước từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược, mấy năm gần đây, nhất là từ khi ông Joe Biden bước vào tòa bạch ốc. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn ẩm ờ tránh né bằng một thứ ngôn ngữ ngoại giao hiểu thế nào cũng được. Cộng sản Việt Nam luôn luôn gọi Trung Quốc là đồng chí anh em, nhưng cái bóng của phương Bắc khổng lồ bên cạnh không phải lúc nào cũng tử tế. Cầu tạm bị sập do thử tải vượt cho phép gần 10 lần. Liên quan sự việc cây cầu sắt bắt qua sông Long Bình về hướng sông Cổ Chiên 200m được dựng tạm để thay thế cho cầu Long Bình 1 sắp sửa xây lại gần đó với kinh phí xây dựng không được tiết lộ. Trước khi đưa vào hoạt động, đơn vị thi công cho hai xe vận tải gần 10 tấn mỗi xe chạy qua cầu để thử tải. Khi hai chiếc xe chạy đến nhịp giữa, chiếc cầu không chịu nổi tải trọng nên đã bị sập trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Lãnh đạo đơn vị thi công cầu Long Bình 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho rằng do tài xế hiểu nhầm nên cùng lúc chạy hai xe vận tải nặng gần 10 lần qua cầu tạm khiến sập cầu. Báo VN Express hôm 17 tháng 7 dẫn lời ông Phạm Thế Hiền, tổng giám đốc công ty Tuấn Hiền đơn vị thi công cầu Long Bình 1, thành phố Trà Vinh cho biết Tôi đi công tác tại Sài Gòn, ở nhà cán bộ kỹ thuật nói tìm xe vận tải 2-3 tấn để thử tải cầu tạm, tải trọng khoảng 2-3 tấn. Tuy nhiên, các anh em tài xế nghe nhầm là 20-30 tấn nên tìm hai xe vận tải, có tổng sức nặng mười mấy tấn chạy cùng lúc, khiến cầu gãy, sập nhịp giữa. Ông Hiền biện minh. Theo ông Hiền, sự việc gây thiệt hại khoảng vài trăm triệu đồng. Đơn vị thi công bỏ kinh phí khắc phục, bắt lại nhịp cầu sập, sau đó cầu sẽ được kiểm tra thử tải trước khi cho xe chạy qua. Tuy nhiên việc sập cầu lần này là hy hữu bởi vì nếu muốn ngăn xe vận tải qua cầu vốn thiết kế cho người đi bộ, xe gắn máy, đơn vị thi công có thể lắp khung giới hạn chiều cao thay cho thử tải vượt mức cho phép nhiều lần. Trích filler vào mặt để làm đẹp, thanh niên 19 tuổi ở Hà Nội bị mù mắt phải. Bác sĩ Trần Huyền Trang khoa cấp cứu và hồi sức tích cực. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cho biết, một thanh niên Hà Nội 19 tuổi đến thẩm mỹ viện tư nhân để chích filler vào mặt thì gặp biến chứng mất thị lực. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng mí mắt bên phải sụp toàn bộ vì đã bị tác động mạch trung tâm võng mạc. Bệnh viện làm hết cách vẫn không cứu được thị lực mắt phải của thanh niên này. Hiện nay thì việc làm đẹp bằng chích chất làm đầy tức là filler đang được ưa chuộng không chỉ được sử dụng bừa bãi để tạo hình mũi ngực mông mà còn dùng để căng da mặt xóa mờ vết nhăn giống như là chiếc botox khi chích filler vào các vị trí quanh mắt vùng góc mũi và trán là nơi tiềm ẩn các à, vòng nối động mạch chính động tác vừa rút kim vừa bơm chiếc filler khiến cho người thực hiện không biết là kim có đi qua mạch máu hay không là một nguy cơ rất lớn của việc bơm chất filler vào một nhánh động mạch nhỏ nằm ở dưới da nếu nhánh động mạch này thông với động mạch mắt thì chất filler đi theo vòng nối trôi vào động mạch mắt tới động mạch trung tâm võng mạc hoặc là thậm chí có thể đi vào động mạch cảnh trong gây nên tắc động mạch não thậm chí là bị đột quỵ não sau khi chích filler Bác sĩ Bùi Hữu Quang khoa mắt của bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết thêm là các bác sĩ đã gặp khá nhiều trường hợp bị mất thị lực do tiêm filler. Đây là một biến chứng không hiếm gặp trong và sau khi chích filler nhưng có thể để lại hậu quả nặng nề. Thời gian là yếu tố quan trọng nhất để lấy lại thị lực cho bệnh nhân, nếu không can thiệp kịp thời thì mọi việc làm sau đó là vô nghĩa. Dự án chống sạt lở trì trệ Sài Gòn phải di tản khẩn cấp dân Thanh Đa Lãnh đạo Sài Gòn vừa giao ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Nông nghiệp thành phố chủ trì phối hợp các cơ quan có biện pháp giải quyết thích hợp, thực hiện di tản người dân và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời khảo sát đánh giá nguyên nhân sạt lở và khả năng chịu lực công trình để đề nghị giải pháp khắc phục sạt lở trong vòng 10 ngày trước đó báo cáo của sở giao thông vận tải ghi nhận trên hành lang mặt kè bờ phía phải của kênh Thanh Đa cách hạ lưu cầu kinh khoảng 50m thượng lưu 120m xuất hiện một số vị trí gạch bị bong tróc và sụp lún nhỏ đồng thời mặt đất bị lún theo phương đứng vị trí sâu nhất là khoảng 0,8m so với độ cao đỉnh kè thiết kế toàn phạm vi bờ kè hướng chịu chuyển vị dài khoảng 120m rộng 10m Hiện phạm vi ảnh hưởng lúng sụp lên đến 200m kè đá hiện hữu, xuất hiện vết nứt từ 10-15cm, cách đỉnh kè khoảng 10m, chiều dài khoảng 120m. Sự sụp lúng đã khiến nhà cửa của 15 gia đình sống ven kênh bị nứt tường, lúng và nghiêng ra phía kênh, có thể đổ nhào xuống sông bất cứ lúc nào. Hiện toàn bộ 15 gia đình đã lần lượt di tản đi nơi khác để bảo đảm an toàn. Eurocham Việt Nam đề xuất miễn thị thực du lịch cho tất cả thành viên của Liên Âu. Eurocham Việt Nam vừa gửi thư tới Thủ tướng Việt Nam Minh Chính đề nghị mở rộng danh sách miễn thị thực du lịch cho 27 quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu. Bức thư này đã nhận được sự đồng thuận lớn từ nhóm Âu Châu và được gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng như là Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an trong đó nhấn mạnh tiềm năng đáng kể tác động tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam khi danh sách miễn thị thực được mở rộng. Hiện nay thì Việt Nam đang miễn thị thực du lịch cho 7 nước thành viên của Liên minh Âu Châu là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên thì ông Gaber Flute, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Âu Châu tại Việt Nam hay còn gọi là EuroCham Việt Nam cho rằng là việc mở rộng danh sách miễn thị thực bao gồm tất cả 27 quốc gia là thành viên của Liên Âu sẽ là một trong những biện pháp để tận dụng hết tiềm năng to lớn của mối quan hệ kinh tế Liên Âu và Việt Nam cũng như là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Nhà hàng Việt được báo Mỹ ca ngợi trong bài viết mới đây, CNN đã liệt kê top 20 khách sạn có nhà hàng đạt sao Michelin danh giá để gợi ý cho thực khách sành ăn được trải nghiệm ẩm thực cao cấp mà không cần rời khỏi khuôn viên khách sạn. Trong số này, Việt Nam có nhà hàng Hibana by Koki nằm trong khuôn viên tầng hầm của khách sạn Cabela tại Hà Nội, nằm tại thủ đô cách Hồ Gươm và nhà hát lớn Hà Nội không xa. Nhà hàng mới nhận một sao Michelin danh giá cách đây không lâu, mang đậm phong cách ẩm thực teppanyaki đặc trưng của Nhật Bản, được coi là điểm đến của giới ẩm thực Hà Nội. Việc CNN ca ngợi khách sạn có nhà hàng sao Michelin là có lý. Theo các chuyên gia, rất hiếm nhà hàng nằm trong khách sạn lại vinh dự nhận được sao Michelin. Được biết, bếp trưởng nhà hàng, ông Hiroshi Yamaguchi là bậc thầy về teppanyaki với kỹ thuật nấu ăn trên teppan, loại vị nướng kim loại. Những nguyên liệu trong ẩm thực Nhật Bản đều có mặt ở đây, từ hải sản, thịt cho tới nhiều thứ khác và đều có chứng nhận về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngoài ra, CNN còn gợi ý thực khách nên trải nghiệm thêm không gian kiến trúc lạ mắt hiếm có của khách sạn do Bill Bensley, người được mệnh danh là kiến trúc sư phù thủy của thế giới thiết kế. Tên và địa chỉ nhà hàng đã xuất hiện trong cuốn sách hướng dẫn đầu tiên của Michelin xuất bản vào tháng 6 vừa qua tại Việt Nam. Ngay lập tức nó đã tạo ra sự phấn khích và nhận được sự quan tâm của những người mê ẩm thực. Tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội có nội dung vi phạm. Những tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng nội dung mạng vi phạm có thể bị tạm khóa hoặc là khóa vĩnh viễn, đó là nội dung theo dự thảo nghị định mới về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến vào ngày 17 tháng 7 thời gian qua và nhất là khi luật an ninh mạng của Việt Nam đưa vào áp dụng từ đầu năm 2019 đến nay, chính phủ Việt Nam càng siết chặt việc kiểm duyệt nội dung cũng như là những bình luận trên mạng xã hội. Chỉ qua sự kiện nổ súng ở Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6, Việt Nam đã xử phạt tiền từ 5.5 triệu cho đến 7.5 triệu, tức là 232 cho đến 317 mỹ kim, ít nhất 5 người dân đưa tin hay là bình luận về sự kiện trên qua mạng xã hội. Ngoài ra thì trong nội dung sửa đổi bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã đề nghị bổ sung quy định xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động. Bộ này cho rằng là cần thiết phải bổ sung quy định mạng xã hội trong nước và ngoài nước cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam phải xác thực tài khoản người dùng qua số điện thoại di động tại Việt Nam khi ghi danh thiết lập tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra thì chỉ các mạng xã hội có giấy phép mạng xã hội, tổ chức doanh nghiệp trong nước hoặc là có thông báo hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức doanh nghiệp và nước ngoài cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến tức là livestream. Bắc Giang có hơn 26.000 lao động mất việc, giảm giờ làm vì công ty thiếu việc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang mới đây cho biết trong 6 tháng đầu năm, tỉnh này có hơn 26.000 lao động bị mất việc hoặc giảm giờ làm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Bắc Giang là tỉnh ở miền Bắc nơi tập trung nhiều khu công nghiệp với các nhà máy chuyên sản xuất cho các hãng lớn như nhà máy của Foxconn chuyên sản xuất cho Apple. Hosiden Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện điện thoại, thiết bị điều khiển trò chơi và là vendor cấp 1 của Samsung. Cyflex là một công ty nam hàng chuyên sản xuất bản mạch in linh hoạt, đây cũng là một nhà cung ứng của Samsung. Truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin từ chính quyền tỉnh Bắc Giang cho biết, trong số những lao động bị ảnh hưởng việc làm, trên 17.000 lao động phải thôi việc, chấm dứt hợp đồng, hơn 2.200 lao động phải ngừng việc, nghỉ việc không lương. 862 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động và trên 6.200 lao động bị giảm giờ làm. Những ngành nghề bị ảnh hưởng chủ yếu là dệt may, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử. Nguyên nhân của tình trạng trên là do một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công, lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may bị thiếu hoặc bị cắt giảm đơn hàng, nên phải cắt giảm lao động hoặc cho lao động nghỉ luân phiền. Và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng những bản tin cuối. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối. Thành phố Los Angeles và Houston nguy hiểm nhất với người lái xe. Theo một nghiên cứu mới nhất của trang Market Watch dựa trên số liệu được cơ quan an toàn giao thông gia lộ quốc gia thu thập Houston và Los Angeles được cho là hai thành phố nguy hiểm nhất và nhì đối với người lái xe hơi. Theo số liệu trong năm 2021, ở thành phố Houston ghi nhận 322 vụ đụng xe, còn ở Los Angeles ghi nhận 315 vụ đụng xe. Nghiên cứu còn cho biết tài xế ở hai thành phố này có nguy cơ đụng độ người lái say rượu cao hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là đa số vụ đụng xe chết người xảy ra trong nội thành chứ không phải trên cao tốc hay ngoại ô, dẫn đến những thành phố lớn với nhiều khúc giao và điệp kẹt như là Los Angeles trở nên nhiều rủi ro hơn với các tài xế. Thực tế này cũng được một luật sư chuyên về bảo hiểm xe đã xác nhận. Các vụ DUI ở Los Angeles chiếm phần lớn ở California tiểu bang có nhiều vụ bắt giữ liên quan đến DUI nhất nước Mỹ. Điều này được giải thích là do người dân nơi đây phải lấy xe đường dài hơn và thiếu thốn hạ tầng cơ sở giao thông cộng cộng. Louisiana cho phép câu thêm cá hồng Red Snapper Bắt đầu từ thứ Hai, 17 tháng 7, người đánh cá giải trí trên tàu tư nhân hoặc của chính phủ được phép câu thêm cá hồng, tức Red Snapper. Sở quản lý cá và động vật hoang dã của tiểu bang Louisiana tăng số cá hồng cho phép câu hàng ngày từ 3 con lên 4 con. Chuyên gia về cá Jason adrians của Sở quản lý cá và động vật hoang dã cho hay lý do tăng mức giới hạn lên là vì khối lượng đánh bắt loại cá hồng này thấp hơn dự trù. Ông Adrian nói thêm, giới hạn mới 4 con cá hồng mỗi ngày cũng được áp dụng cho các vùng biển liên bang liền kề với tiểu bang Louisiana, trừ tàu đánh cá của liên bang. Cơ quan quản lý cũng hy vọng giới hạn mới sẽ có nhiều ngư dân bắt được thêm loài cá biển này làm món ăn thơm ngon cho gia đình và dự trữ thêm trong tủ đông ở nhà. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối. Powerball tăng thưởng lên 900 triệu Mỹ Kim, Mega Million có hai vé trúng giải. Cuối tuần qua, sổ số, số Powerball đã công bố kết quả và không có người chiến thắng. Qua đó, giải độc đắc này có trị giá ước tính khoảng 875 triệu Mỹ Kim. Với việc không có người chiến thắng, những người mua vé cho buổi quay số vào đầu tuần này sẽ có cơ hội trúng thưởng 900 triệu Mỹ Kim, có thể nhận đủ theo từng năm hoặc là nhận 465.1 triệu Mỹ Kim nếu nhận một lần trước thuế. Mặc dù không có người trúng giải độc đắc, Powerball cho biết ba vé khớp với cả năm quả bóng trắng được quay vào ngày 15 tháng 7 đã đủ điều kiện để nhận giải thưởng trị giá là 1 triệu Mỹ Kim. Có hai người may mắn ở Texas và một người ở Colorado. Giải độc đắc sẽ tiếp tục tăng giá trị cho đến khi có người thắng. Xác suất chiến thắng của sổ số, số Powerball là 1 trên 292.2 triệu. Tỷ lệ khủng khiếp này được thiết kế nhằm thu hút nhiều người chơi giải độc đắc lớn nhất từng được treo là 2.04 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì có hai vé Mega Millions trúng được 1 triệu Mỹ Kim được bán tại California theo đài ABC băng tầng số 7 cho hay. Tuy nhiên thì không có người nào trúng độc đắc Mega Millions sau đợt sổ số, số vào hôm thứ Sáu khiến cho giải độc đắc cho loại số này tăng lên 640 triệu Mỹ Kim vào kỳ sổ số, số thứ ba tới vâng kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của sài gòn tv xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả